Với kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc cùng hơn 1.800 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 3 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, Hưng Yên đã và đang đẩy mạnh phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch văn hóa tâm linh và du lịch lễ hội dân gian truyền thống. Đền Đa Hòa và Đền Hóa Dạ Trạch là di tích gắn liền với truyền thuyết về một trong tứ bất tử của Việt Nam, Thánh Trừ Đông Tử, cùng câu chuyện tình yêu lãng mạn và khát vọng tự do trong hôn nhân Việt Nam. Với vẻ đẹp cổ kính, thâm trầm, di tích lịch sử này vẫn được giữ nguyên trạng với kiến trúc bề thế cùng hệ thống tượng cổ đẹp quý giá, có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách trong và ngoài tỉnh. Được nghe thuyết minh về ngôi đền thờ Trừ Đông Tử và Tiên Dung, chúng tôi rất là cảm xúc. Một đất nước Việt Nam chúng ta có đầy đủ các cái thánh nhân, từ người nữ đến người nam đều có cái tinh thần hộ quốc làm cho đất nước chúng ta cường thịnh. Chúng ta mong sao địa phương phát huy và tạo điều kiện lan tỏa trong và ngoài nước, mọi người đều biết cái giá trị về lĩnh vực tinh thần. Con người của Hưng Yên và cái nơi khung cảnh của Hưng Yên nó rất là thanh bình. Mong sẽ bước tới Hưng Yên một lần nữa khi dẫn được cả gia đình và bạn bè cùng đi đến. Từ ngày 15 tháng 3 vừa rồi thì bắt đầu nhà nước mở cửa cho thì khách rất là đông. Mỗi một tuần có khi đến 6-7 đoàn, ngày nào cũng có khách. Sắp tới làm sao để mà phố Hiến Hưng Yên trở thành một Hội An của ở miền Bắc. Nếu như vậy thì chắc chắn là không phải chỉ là khách trong nước đâu, mà khách nước ngoài có thể người ta đến Hà Nội là người ta đi ngủ dưới Hưng Yên, chứ người ta không nhất thiết phải ở Hà Nội đâu. Thời gian qua, Hưng Yên đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào khai thác một số điểm du lịch văn hóa tâm linh phục vụ khách du lịch như khu du lịch Phố Hiến, điểm du lịch Đền Đầu An, Đền Đa Hòa, Đền Phụ Ủng. Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong tỉnh đã đầu tư ngân sách và huy động xã hội hóa để trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử, phục dựng các lễ hội truyền thống của địa phương. Bằng sự nhạy bén, tích cực truyền thông quảng bá trên mạng xã hội và các nền tảng số, nhiều lễ hội đã thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân trong vùng tham gia. Thông qua đó, phát triển loại hình du lịch lễ hội dân gian truyền thống của các địa phương trong tỉnh. Tôi mong muốn nhất là văn hóa, lịch sử địa phương là luôn được lưu giữ một cách tích cực và luôn luôn có cái sự phát triển, tôn tạo, nâng cấp hơn nữa để ngày một khang trang đẹp đẽ hơn và truyền bá được những cái giá trị lịch sử cho các cái thế hệ con em sau này. Đảng ủy và ủy ban chúng tôi là làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Nói chung là người dân cũng rất là phấn khởi để mà tôn tạo và khôi phục những công trình sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng. Đến với các lễ hội dân gian truyền thống của Hưng Yên, du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa với các nghi thức của phần lễ và phần hội mang đậm dấu ấn của địa phương. Sự quan tâm của các cấp chính quyền và người dân trong việc trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử đã và đang góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch tâm linh và du lịch lễ hội văn hóa dân gian truyền thống của Hưng Yên.